trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên 0348308843. Hôm nay là video 231. Rồi, khách hàng mua mới bên em, chưa mua lần đầu ha, mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha. Em chỉ nhận chốt hàng khi chuyển khoản nha mọi người. Chốt hàng thì cho đầy đủ thông tin đối với khách mới, tên, địa chỉ ha. Rồi em sẽ gửi tài khoản cho mọi người chuyển. Chuyển khoản đặt cọc hoặc là chuyển khoản 100% hoặc là đặt cọc 100%. Nó tùy theo món đồ nha mọi người. Rồi giá bên em thì chưa bao gồm phí ship nha. Không có bao ship. Rồi. Phí ship thì em gửi bên Viettel ha. Gửi thường cũng rất là rẻ, không có cao. Rồi hàng thì chốt hàng thì hàng đi trong ngày. Thường là buổi chiều hàng sẽ được gửi đi. Rồi nếu mà ngày nào mưa thường buổi chiều gặp mưa mọi người nên hàng thì có thể chậm một ngày ha. Ngày sau thì mới gửi. Rồi clip này em giới thiệu mấy món đồ nè. Có máy cày kéo cắt cành với lại cái bơm hơi. Cái đầu máy bơm hơi khí nén của Made in Italy ha. Của thằng Ares nè. Ares Italy. Đầu dầu chạy rất là bền. Rồi này về mấy cái đồn này rất là độc mọi người. Mấy cái đồn đông kê đồ ha. Kê đồ kê chậu cũng được. Một cặp hình chữ nhật với một cặp oval full inox của Nhật ha. Full inox luôn, nó chạm khắc bằng inox tất cả. Để ngoài trời thoải mái. Rồi đây có cái sạc bình nè. Có một cái sạc bình. Dù. Rồi còn cái bình hơi bữa ẩm không nè. Bình hơi Hitachi, bình này rất là chất lượng. Vẫn còn. Với đóng đồ bên đây thì em bán dạng bán sát mọi người. Có máy cái chạy rất là ok luôn. Nhưng mà nó để em kho lâu quá. Này lôi ra bán sát rất là rẻ luôn. Rồi cái bếp là bán sát, bị cắm lụng điện ha. Rồi một đống đồ, đống mấy cái đồ linh tinh tùm lum tà la trong đây ha, nó gặp trục chặt ha, nên bán nguyên một bịch luôn, nó khoảng 6 kg. Nhưng mà lát em quay chi tiết nha mọi người. Rồi bây giờ quay đây. Rồi đầu tiên là cái đầu máy bơm này. Đây. Cái đầu này cũng khá là nặng nha. Khoảng 90 kg. Trong lửng ha. Đây. Thông số nó nè ha. Thông số nó là áp là 8 kg ha. Vượt lên 8 kg. HP là cái công suất 0.75 HP ha. 0.75 nữa ha. Rồi kêu quát là 0.55. 115 lít phút. Nó bơm 115 lít phút ha. Xài điện 100 của Nhật. Rồi ở đây là có cái van đầu ra ha. Đầu ra để mình gắn cho mình xài nha mọi người. Cái đây là cái van an toàn ha. Một cái van an toàn cơ bên ngoài. Cái này á mình cho mấy bác mua về có bình hơi ha, mình đấu ra định bình hơi. Đó. Đấu dây, đấu rắc đồ đi dây ra ha. Rồi, cái này là cái đầu riêng biệt. Chung là cái đầu thiết kế chuyên riêng đây, Made in Italy ha. Italy sản xuất. Hiệu Ares. Cái này nó khuyết một cái là nó bị mất một cái chân cao su này mọi người. Nè. Bốn chân ha, bốn chân nó mà bị mất một chân nha mọi người. Đó. Nên nó đứng nó không có được im lắm. Mọi người giờ chế lại miếng cao su đó ha. Đó. Cắn này nè ha. Rồi ngoài ra là nó ok. Chạy rất là ok. Đây giờ em cắm thử điện nha. Trời ngon lành. Cái này là điện 100V nha, mọi người chú ý nha, đừng cắm lộn. Cái chân này có thể mọi người bỏ đi ha. Nhà mình không có chui vô chân này thì
cắt điện được. Quan trọng. Rồi, lên chăm qua nhớ ha. Đây có cái cầm tắt nha. Tắt màu đỏ đây ha. Chung đầu máy còn tình trạng rất là mới, trên 90%. Ở đây nó có cái lỗ châm dầu luôn rồi nè, cái van này mở ra để châm dầu đúng không ha. Mình xài thường xuyên mình hâm với mức dầu nó hột mình châm thêm, vì nó chà xài nó lúc nào cũng có dầu bôi trơn, với lại nó làm kính hơi. Rồi rồi, cái máy này mã số 1 ha, đầu máy bơm hơi mã số 1, giá 1.200.000. Rồi tiếp theo là cái hùng đây, một cái hùng. Cái hùng này bên ngoài nó có cái khung bằng nhôm luôn rồi. Đây là hai cái móc khóa, hai cái chốt gạt. Mở ra. Đây. Hai cánh cửa, hai cái cánh hùng ha. Đây là cái ngăn luôn rồi. Ngăn nó bằng nhựa. Đây là ngăn bằng nhựa nha. Nó chỉ có cái giống như cái viền, nó là bằng nhôm ha, viền nè. Bên trong nó lại dán, nó dán tất cả cái miếng da đó, nó dán rồi hết, nhìn nó đẹp. Em đo kích thước cái hộc nhỏ này, nhỏ 18 cm, thì ngang là 13. Cái hùng này là 32 nha, 32 x 20 x 25. Đây đấy nè, còn đẹp chưa. Rồi cái hùng này mã số 2 ha, 500.000. Khá là chắc chắn, khung bằng nhôm. Rồi số 3 cây tripod gắn điện thoại nè mọi người, gắn máy chụp hình hoặc điện thoại nha. Cái chân này có khuyết điểm xíu là nó ở đây nó bị cấn xíu nhiều rồi, vận chuyển giờ thì nó bị cấn đây, nó móp chút xíu rồi ha, nó có một vài chỗ móp, cho nên nó cái vài chỗ móp đó đó, mọi người lưu ý ha, nó hơi cứng tí nè ha, mình kéo mạnh thì nó ra còn ok đó. Còn cái chân không có bị mớp nè, nó ra nhẹ hơn ha, có cái chân bị mớp ha, mớp thì mọi người để nhẹ nó cái này nó cũng ra đó, bị khuyết điểm tí đó. Rồi, ngoài ra ok, đầu còn khá là đẹp ha. Cái đầu này xài nhiều hay không thì mọi người nhìn vô nó sẽ biết ha. Chân này nó còn nó rất ít xài, gần như là không có xài. Đây kéo dài lên được nè, khóa lại rồi để kéo ra hết, rồi đo cái chân này cái. Nới ra rồi kéo dài ha. Ở đây em đo một chân thôi, cho nhanh. Đây một chân kéo dài hẳn ra nè mọi người. Đây nó là 1m505 ha. 105 cm.
Đó, chân nó kéo dài là 105 cm. Rồi thu gọn lại là khoảng 37 ha. Thu gọn 37, kéo dài 105. Rồi bán 350 mọi người, mã số 3. 350 ngàn. Và có mấy cây cắt cành rất là đẹp. Cắt cành của Nhật. Cắt cành trên cao ha. Ê, con này cắt cành xếp gọn 2 nó. Nè mọi người, nó dài quá. Ê, mọi người thấy không? Đó. Đây cái chiều dài khi xếp lại của nó là 1m1 mọi người. 1m1 ha. Nè, kéo dài ra mọi người, khóa nó có cái chốt khóa đây nha. Nè, bung ra khóa lại ha, là nó cứng xài. Đây rất dài luôn nha. Đó, 1m1 là 2m2 nha mọi người. Rồi nó cỡ là 2m2 đó. Đó, mình bấm trên đây nó sẽ cắt ha. À, trên lửa nó sẽ cắt. Lửa nó cắt cành cũng khá là to. 2,5 phân, 3 phân. Thấy nó miệng nó hở rất là to luôn rồi, mở hơn 3 phân. Nguyên thân nó là bằng nhôm ha. Bằng nhôm sóng vuông nên rất là cứng cáp. Cây này nó rất là cứng cáp, lưỡi thép. Lưỡi còn đẹp, không có bị mẻ. Xếp gọn lại nó như vậy nè. Này, có cái chốt khóa nữa nha. Người khóa lại thì cái miệng nó sẽ khóa lại. Mở ra đây. Khóa lại. Rồi, cái cây cắt cành này, cắt cành trên cao nha, mã số 4 ha, 1,5 triệu cái bộ này. Đây là lưỡi nó nè. Này cái chỗ khóa lại nè. Khóa bên trong nó là một cái cọng cáp ha. Đây cái cọng ti, cái ti ốc nè mọi người, nó chạy dài lên tới trên cái đỉnh trên lưỡi ha, để nó giật nó bấm nó cắt. Rồi nay dài hai cây cắt cành trên cao, dạng cắt cành to nè. Cái kia thì cành vừa, cành nhỏ. Còn cái này là cành chuyên cắt cành to nha mọi người. Mọi người xem cái lưỡi nè. To chưa? Đó. Đây chưa? Chuyên cắt cành to ha. Hả ra tới 4 phần.
ở đây nó còn ghi cái thông số của cái cần cắt được nè. Đây. Rồi chính xác là 40 mm ha. Là cái cần nó có thể cắt được nè mọi người. Thông số của nó ghi là rõ ràng ha. Hàng cái hàng này của Nhật. Japan sản xuất. Nó là cái thương hiệu cái hình con cua mọi người, logo con cua. Cán nó là bằng nhôm, ở trên đây thì nó làm bằng cái hai cái khúc gỗ bằng nhôm, tương đối là cầm rất là vừa tay, không có nặng. Cái này có thể xoay chiều nữa ha, xoay hướng cắt của mình. Cây này thì chuyên cắt cành to, mấy cành gần dưới đất tí. Thì chiều dài nó là khoảng 1 mét ha, chiều dài nó đúng 1 mét mọi người. Mọi người cầm 1 mét dơ lên cao thì nó cũng khá là ok. Nào. Đó, nó vậy ha. Cắt được cái cành 4 mm ô 4 phân nha mọi người. Hình như thông số nó để nè. Đây là cái cọng cáp nó chịu lực, nó kéo lưỡi nè, rất là to. Đây, nó quay được hai hướng ha, là hướng dày. Mình cầm dày nó sẽ đó, nó đứng cái lưỡi lại. Với những cái cành cái thế nó tùy thế á, phải xoay chuyển nó để mình cắt cho nó dễ. Đó, cây này cũng vậy nha, hai cây chen nhau, lưỡi nè, lưỡi còn đẹp hết. Cán cũng là nhôm ha. Cái khúc trên là gỗ, tay cầm cũng xoay cái chuyển cái lưỡi được, cũng cắt tới 4 phân rồi. Đây cũng là 4 phân ha. Rồi. Cây này là một cây mã số 5, cây mã số 6 nha mọi người. Đó. Hai cây mã 5 6, 1 triệu 2 một cây. Đang về cái hàng hàng dây chuyên leo trèo thoát hiểm. Đây cái hàng này còn rất là đẹp nha, cái thông số nó còn nguyên trên đây mọi người có thể đọc được nè. 4.6 mét ha, là tổng chiều dài, cân nặng nó 1,8 kg, rất là gọn nhẹ, có thể mang ba lô. Cái này dạng mang đi chơi, đi núi, đi rừng đồ được luôn nè, để mình leo trèo đó. 4.6 mét ha, 1,8 kg này tải được một người leo trực tiếp. Còn với những dạng hang nó bề ngang nó to hơn thì tải đến 2-3 người ha cũng được, mình trèo xuống cùng một lúc. Này thì bản nhỏ, với lại cái khoảng cách nó gần khoảng 4.6 mét, 4,5 mét thì nó mình leo mỗi lần một người xuống. Bây giờ nó sẽ ra như vậy ha. Ở đây là cái móc treo ở trên nè, móc leo núi, móc này bằng thép rất là cứng. Cái này có thể gắn lên mấy nhà có bằng lầu, ví dụ mình muốn xuống một tầng chứ mình gắn mình đu xuống ha, xuống đó thoát hiểm.
còn rất đẹp, dây nó còn trắng. Cái này bằng ống thép rất là dày, ống thép dày ha, dày lắm. Này là mà Nhật sản xuất nha mọi người, sản xuất tại Nhật luôn. Rồi mã số 7 nha, 1 triệu mốt. Cái thang này để em đo cái bề ngang cho mọi người thấy ha. Đây bề ngang nó là 15 cm ha. Rồi chiều dài nó 4,6 m. Chiều dài tổng cái thang. Rồi tiếp theo cũng là một cái dụng cụ để leo núi thoát hiểm, leo trèo ha. Đây là cái thiết bị để mình chung là đu dây trượt một chiều, cái cọng dây giống như là leo núi, mình thấy vận động viên leo núi mọi người, khi mà căng một sợi dây lên cái mình, cái này là sẽ móc vô cái dây an toàn vô cái thân người mình ha, kết nối vô rồi là người mình sẽ đu trên đây. Này là đầu trên nè ha, đầu trên rồi đu, thì khi mình lên trên cao á cái mình sẽ nhấc cái này lên đó. Lên tới đầu mình nhấc tới đó ha, thì nó dây một chiều đó. Bóp vô nó sẽ trượt được, còn trượt ngược lại là không được ha. À, ngược là không được, nó chỉ là một chiều ha. Thiết kế của nó như vậy, của Japan ha, Sanco, công ty thiết bị bảo hiểm Sanco. Đây dây rất là to, dây này nó khoảng 18 mm ha, dây rất là to. Đây còn cái mới luôn nè, còn cái tem móc an toàn nè, móc hai nấc ha. Này nó là dây nó không có bị tuột hay được nha mọi người, khi mà dây vô đây rồi nè nó tuột không được, bấm hồi đây nó mới tuột ha, nó là an toàn. Rồi cái này mã số 8 ha, 600 ngàn. Cái này là một khúc dây nó thiết kế thôi, còn mình về mình có thể vô dây bằng kích thước dây rồi vô được ha. Cái khúc dây này nó cũng cỡ 2 m nha mọi người. Dây này là gỡ 2 m. Rồi mã số 8 600 ngàn. Bộ dây an toàn. À này cái này độc nè. Cái này nói chung nó độc. Cái tời cho mọi người, cái tời bằng dây cáp. Nhưng mà nó khá là, thấy khá là hay. Nó full nó bằng đồng luôn rồi. Là cái hãng nó là Asus ha. Asus hãng Nhật. Đây. Bằng đồng nha. Đồng, ốc inox, móc inox. Này bằng đồng. Ở đây mình tời này mình quay bằng cách xỏ cái cây vô đây mọi người, xỏ cái tua vít xỏ gì mình xỏ ha. Đó. Một chiều nè. Lên cuộn dây vô,
dây cáp nè, thời dây cáp còn nguyên cái chụp chụp này nè, rồi xả ra bấm đây ha. Cái này độ dài nó cỡ 6-7 tấc rồi, độ dài cái dây này ha 6 tấc ha, độ dài 6 tấc. Cọng cáp này cỡ 4 ly ha, đón thôi chứ này ở đây không có kẹp, cỡ 4 ly. Dây cáp thép, cái này đầu inox ha mọi người, nó bấm inox, hai đầu inox, cái này bằng đồng ha, rất là độc. Xài ốc inox luôn nè, cái này nó xài trong môi trường gì chuyên dụng nè, nên nó mới thiết kế nó chắc chắn vậy, có thể trên tàu biển hay là nói chung là ở đâu ha, tàu biển đồ nó cũng thường xài mấy đồ đồng, inox cho nó bền ha. Rồi mã chính nha, 600.000 cái tời. Tời độc. Cho em giới thiệu mọi người hai cây dù. Rồi được hai cây dù rất là đẹp luôn. Một cặp mọi người ha, bán này bán cặp luôn. À, một cặp nữa. Cây này còn nguyên cái bao mọi người. Cây kia nó những xài cái nó có xài cái nó mất cái bao. Đây cây này nguyên bao nè, chưa sử dụng nè, còn nguyên nè, xếp rất là đẹp, nó đều bon vậy là nó chưa có mở ra đâu mọi người, em cũng chưa mở ra luôn ha, đóng lại đi. Cái này là nó có thể là nó mua về rồi nó sử dụng một cây ha, mở cây ra sử dụng, nhưng mà còn rất đẹp, nó sử dụng vài lần. Đây cái này nè, bùng thử một cây ra cho mọi người coi. Bùng ra vậy ha. Này, đẹp, vải rất là xịn. Chuẩn Nhật. Dùng Nhật. Gom lại. Hôm qua rồi mình quấn rồi nó không giống như chỗ xưởng nó sản xuất từ nó gắn ha. Cũng gắn rồi xếp lại đẹp thì cũng được mà nó mất thời gian. Mà xếp lại. Rồi hai cây mọi người, một cặp ha, một cặp. Bán một cặp nha mọi người. Một cặp dù này mã số 10 ha, 500.000. Đây, chiều dài khi xếp lại nó là khoảng 34 cm ha. Tiếp theo là một con sạc bình nha. Rồi đây con sạc bình này rất là ok, test rồi. Thử rồi chạy ngon nha mọi người. Nó sạc bình là 6V đến 12V. Hai chức năng ha. Đây. Các thông số nó nè. Nhiều chế độ sạc ha, 1 2 3 4 chế độ ha. Nè. Nó tương ứng với cái nút vặn bên đây. Người vặn, cái này ốp nè. Chế độ bình thường nè,
6V 15A nè, 12V 15A, 12V 2A. Rồi chế độ màu xanh lá cây là đây. Cái tên nó 12V 100A. Rồi chế độ màu xanh dương là 12V 2A, 12V 15A. Rồi chế độ màu đỏ là gì? Chung là mấy chức năng này chưa có thử hết à. Nhưng mà sạc cái bình lên thì ok. Và test nó sống ok. Đây. Rồi cái này là chế độ màu đỏ là 12V 15A. Rồi có đồng hồ đo ampere nè. Đây xe điện 100V mọi người. Đây cắm thử điện vô luôn nè ha. Đang cắm thử điện. Đó. Này 12V 15A nó sẽ tự cháy đèn lên. Rồi qua 12V 2A thì nó không có cháy đèn nữa. Rồi cái 12V 100A nó sẽ rung lên mọi người. Nó đang chạy với công suất rất là lớn. 12V 100A mà ha. Không biết chế độ này để làm gì nữa. Rồi chế độ này là màu automatic nè ha. Nó có viết chữ là automatic nè, tự động là màu xanh dương nè ha. Thì mọi người xài qua màu xanh dương. Đó. Đó. Rồi. Sáu con nè. Là hai cái kẹp bình luôn. Đây. Hai kẹp bình ha. Đó. Thấy điện không? Thì ok không? Nó là rang chỉnh là 6V 15A. Đây sẽ ampere nhảy ok. Kẹp rất là xịn luôn nha mọi người. Kẹp này nó bằng bằng đồng á. Nè, kẹp bằng đồng. Nó giống bằng đồng quá. Nói chung là nó xịn. Dây rất là dày nè, dây dày luôn. Nguyên zin ha, dây nó nguyên zin nè. Không có hai thì rồi ở đây thì nó bị đứt cái quai sắt ha, quai sắt nó bằng nhựa nên nó đứt ha. Đây là thông số của nó nè, thông số chi tiết nè. Đó mọi người đọc giùm ha, quay cái cận cảnh vô rõ luôn. Điện 100V vô ha. 3.5A. Rồi điện ra là 15A 6 đến 12V. 2A 12V. Rồi hãng Nhật sản xuất ha. Rồi cái sạc bình này mã số 11 nha mọi người, 1.3 triệu. Rồi tiếp theo là cái này nó thẳng là em không biết nó là cái gì luôn, nhưng mà thấy nó hay, thấy nó giống như nó có nhiều chức năng luôn à, công tác đồ cũng rất là nhiều ha. Cái này để gắn dây điện, đút dây vô xíu lại này, nút nhấn tắt nhảy gạt. Rồi phía sau đây để ký hiệu rồi nè, tụt chì còn nguyên luôn. Nói chung là em không biết nó là chức năng làm cái gì. Bên trong nó có mấy cái mạch ha. Rồi chung nào mấy bác nào về nghiên cứu ha, nghiên cứu với lại thấy dùng được thì ok dùng ha. Cái này để cái cộng nè, điện cộng như là điện DC vô mà, giống như vô DC ha, nhưng mà không biết nó làm gì nên không có thử nha mọi người, chưa thử luôn.
Này muốn coi em mở ra luôn cho coi ha. Đây bên trong nè mọi người ha, mạch nguyên cái mạch bự to đùng rất là đẹp, có dây đấu tùm lum luôn. Chung cái mạch này nó cũng không có gì, nó chỉ có mấy con trên đây thôi ha, chủ yếu mấy con trên đây, con này nó đi dây điện. Ở bên dưới là không có gì ha, bên dưới không có gì, rồi chủ yếu mấy con trên đây thôi mọi người, không biết chức năng làm gì luôn. Nói chung là một dàn công tắc rất là đã luôn ha, mua về lấy công tắc cũng được mọi người. Là dàn công tắc nè, tắt đèn rồi cục chì còn luôn. Rồi cái này em bán là 400.000 nha mọi người, mã số 12 ha, 400.000. Rồi để đây gắn lại ốc là sao ha. Rồi tiếp theo à, cái bình hơi này bữa hổm còn mọi người, bữa bác chốt mà nó cái không có lấy nên còn lại ha, chốt cho chốt rồi cái ngày sau lại hẹn không có lấy ha, quỷ. Rồi mã 13 cho mọi người, bán 800.000, bình Hitachi áp cao, đây áp tới 35 kg nha mọi người, chú ý ha, áp 35 kg nha mọi người, xài trung bình là 2.94 kg ha, bình 12 lít, Hitachi da băng cao áp ha, xài đầu chuyên dụng cao áp, là đầu nhỏ ha, đầu ra đầu nhỏ luôn, hai đầu bình hơi ok, kính cái này van xả nè, còn nguyên viên kính rất đẹp, quá đẹp, rất là nặng luôn nha. Cái bình này như bữa nó mấy ký quên rồi, cầm cái nặng tay nó dày lắm mọi người, tại vì bình cao áp mà. Cái bình bình thường mình ở tiệm xe máy rồi nó xài là chỉ có 80 kg à. À con bình này áp nó tới 35 mọi người, nó chịu áp tới 35 luôn, mọi người biết cái độ dày nó phải dày à. Rồi bình này mã 13 ha, 800.000. Tiếp theo em giới thiệu cái này mọi người, cái hàng này rất là đặc luôn, khi nào nó về mấy cái món này không ha, inox Nhật, đây sáng bóng luôn nha, full inox, nguyên cái vàng này là full inox. Cái đôn cái kệ này mọi người có thể để chậu cây và để đó, chậu bonsai, cái này phù hợp bỏ chậu luôn mọi người, tại vì cái đế nó làm rất là đẹp, cái đôn này nó làm rất là đẹp, chân chân quỳ ha, đó chân quỳ, cái này nó chạm, nó đắp cái hình nổi con rồng phụng, hang phụng ha, này phụng bay nè. Dạ, đường hàng nó rất là chắc luôn nha mọi người,
vải mỏng manh đây, có mối hàng đó nè, đúng chuẩn Nhật cũng hàng nè đó. Rồi một cái như vậy nó nặng tới 4 kg ha. Cái khuôn này nặng 4 kg nè, cái như là cái tròn nó nặng hơn nửa ký, là 4,5 kg. À đúng rồi, cái tròn là khoảng 4,5 kg mọi người, một cái tròn nó nặng hơn này, cái tròn này nó nặng hơn nè, cũng là hai con phụng luôn, hình oval ha, cái tròn đây rất là dài con cầm mỗi tay. Cái này hiệu Yukiwa ha, Yukiwa của Nhật, Yukiwa Japan sản xuất. Rồi đây cái chữ Nhật là chiều dài nó là 54.5 ha, ngang là 39. Rồi cái van là 63, ngang là 43 ha. À, ok mọi người. Rồi chiều cao, rồi chiều cao chữ Nhật là khoảng 15 ha, 15 cm. Chiều cao của con van này là khoảng 18 cm ha. Rồi em bán chọn cái bộ này nha mọi người, chọn bộ cho mọi người là 4 cái nha. Tại vì nếu chân trong nhà thì 4 cái này nó mỗi kiểu nó lại là một cặp ha. Nên bán chọn bộ 4 cái mã 14 ha, 5 triệu. 5 triệu mọi người. Rồi tới cái đống đồ này là đống đồ em gọi nó là bán xác đi, nó nhanh à, bán rẻ bán xác. Mọi người chú ý xem kỹ về món đồ này ha, có cái thì nó bị lỗi, bị hư, bị hiếu này kia. Đây đầu tiên là cái đống này ha, cái đống này bán 700 nè, rất là nhiều đồ tùm lum luôn. Mình lấy từng cái ra cho nó dễ, nó tùm lum. Đây vòi nè, vòi là bị xì ha mọi người, trong vòi Nhật nè, còn cái đầu luôn nè, bị xì ha, cắm hơi vô thì nó tự nó xì ra tí. Còn mấy cái này lên tinh đây, này đó gì cũng không biết, về cắm nó không lên, bỏ. Cái này xài binh ha, bỏ binh vô cũng không có lên, giống như cái hàng bịch ni lông ha. Cắm vô không lên. Rồi cái này lúc lên lúc không ha, cái nào nói có đó ha. Bỏ pin vô lúc này lúc không, cái công tắc nó như có vấn đề mọi người. Đo nhiệt độ bằng gì ta, bằng điện tử, hiển thị số điện tử. Rồi cái vỏ pin, cái vỏ pin này không hết mấy trăm mọi người. Vỏ pin còn cái mạch luôn nha, vỏ pin của Panasonic 14.4 ha. Rồi bán luôn. Còn mạch pin của nó nè, cái vỏ pin nha mọi người, vỏ pin với cái mạch, không có pin trong, pin chết rồi đó. Hớt nè, hớt bị cong ha, bị cong thiếu ốc. Rồi này thiếu lò xo, cái gì quên ta, rút dây rút ha, rồi là rút dây rút hoặc là rút cáp cũng được, thiếu lò xo.
Rồi này không nhảy, mũi còn ngon ghê nè. Cây đục dấu mũi còn ngon. Không nhảy, bấm luôn cái ngắt dục luôn. Rồi nha. Đây này, cái này rất là nhiều độ hơi mọi người. À, phù hợp với cái bát nào quá nó xài độ hơi nè. Giờ nghiên cứu nè. Đây. Nè, bấm độ hơi nè. À. Đây. Còn máy này là một ít này là đồ ấy đó. Rồi nó sao đi, để nó bấm độ hơi nè. Đây, đồ hơi không nè mọi người. Trong tình trạng từng con nè. Cái này là nó thiếu đầu trong đây à. Ha. Hàng về đó. Hàng về nó thiếu đầu ha, thiếu cái khúc chân trong rồi. Bác nào chuyên xài đồ hơi mới rồi biết cái này ha. Đó, thiếu cái đầu bấm. Bấm rivê bằng hơi đó. Thiếu phụ tùng bên trong. Rồi dưới này còn nguyên chưa có mở, còn ở dưới ha, chung bên trên về mở ra tháo quả luôn, nó không có cái đồ trong rồi. Rồi năm cái cây này luôn, năm cây cắt bấm kẽm, bấm kẽm bằng hơi cho mọi người. Mấy cây này thì nói chung cái cây này là không có bị xì, cây này nhưng không có bị xì. Đó, còn mấy cây này là nó có bị xì ở đâu mọi người, cắm hơi vô nó có xì ha, có xì. Cây này cũng nhớ không lầm nó không có xì. Chung vô luôn. Đây hai cây này là nó xì nha mọi người, với lại nó phải là vệ sinh đồ lại nó mới mạnh được nè. Có con dây luôn ha. Cộng dây còn ok, cộng dây vô hơi, cộng dây không có bị xì. Trên thân nó bị xì. Rồi. À có một cây máy mài này nữa. Máy mài này như là chạy, có chạy nè. Chung lâu lắm con không nhớ. Có chạy. Rồi mấy món tùm lum. Cái này là cái học pin của cái gì không biết. Nó câu ra dây điện nha mọi người. Nó gắn mấy viên pin to to, pin cái pin bự nhất của mình á, à, gắn một cục, hai cục, ba cục ha, rồi ra dây điện. Ở đây có công tắc, dễ cứng. Này nó gắn pin đó, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên ha, nó vậy. Rồi cái này, cái cây này là nó hoạt động ok nè ha. Nó chỉ bị một vấn đề là thiếu nguyên cái lò xo dài ở đây mọi người. Nếu là xo nó không có tự bung lên vậy á. Mũi còn được. Rồi cái này cái vòi xịt gì đây, vòi xịt hơi mà nó nhỏ, nhỏ xíu, không có đồ để thử luôn mọi người, không có thử luôn. Hơi bóp bóp giống trong nha sĩ ha, nhập khoa. Cái này cũng hàng cực kỳ xịn luôn, Osada. Mấy đồ nha khoa là mọi người tính bằng ngàn đô không? Tính tiền đô không? Tính tiền nghề. Nó rất là đắt. Chuyên dụng rồi, cái này là nó bị mắc đá rồi. Mắc hết gì không biết. Nó mắc đá, rồi nó mắc đá mọi người. Không còn đá nữa ha. Trong cái đồ bật lửa. Đó, như đó nha. Ha. Nghe thấy kỹ không?
Rồi để đếm món luôn nha. Để giao hàng mọi người. Mắc mắc. 2 nè. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19 món ha. Rồi, 19 món này đó. À, mã số 15 mọi người, 700 ngàn. 15, 700 ngàn. Rồi, tiếp theo con này cũng sát luôn, về cắm im ru ha. Cộng dây điện nó to lắm mọi người, cộng dây điện này nó lấy cộng dây điện xài cũng được, cộng dây điện rất là to luôn. Cái này là cái máy khò của Whistling đó ha, của thị sĩ ha, 1500W, điện 100V ha. Rồi vô nó im ru mọi người, cái này chưa có mở sửa gì hết, nó về vô im ru bán sát. Đây có điều chỉnh đầy đủ, nhìn rất là hầm hố, máy nó nhìn rất là chắc chắn, nó nặng lắm, cầm nặng tay đó. Giống như ở đây là nguyên cái quạt ha, trên đây là bộ phận làm nóng ha, nó điều chỉnh nhiệt độ nó lên tới 600 độ C mọi người. Rồi nè, nó để 600 độ C nè, cái cây này rất là xịn luôn, Whistling sản xuất mà. Rồi mã 16 ha, 200 ngàn. Có luôn cộng dây dài hòn nè. Ha. 200 ngàn. Rồi 17, con này là bị cắm lụng điện nha mọi người. Ha. Lụng điện nè, theo như nhận định ban đầu chỉ thấy nó đứt cái cầu chì rồi nè, nó đang khui cầu chì nữa ha. Con này em chưa bung ra nha mọi người, chưa không có sửa. Cái nó hư bán sát luôn. Rồi cái này là điện 100V nha, công suất 1350W. Cái bếp điện tử. Bếp điện tử. Cái này nó có công tắc đây ha. Rồi để cái bếp, để nồi lên nó sẽ nhúng xuống. Nè, điện tử xài nói chung nó nhiều chế độ lắm, nhưng tiếng Nhật không nha. Mình biết thì mình sửa mình xài. Mấy bác họ nghiên cứu ha. Đó, nhận định ban đầu rồi thấy nó đứt cái cầu chì đây nè. Cầu chì đang hôi nè. Thấy luôn nè. Rồi không có dây nha mọi người, tại vì hết dây rồi. Không có dây, cái này mọi người mua ở ngoài ha. Dây. Mua dây ở ngoài. Rồi mã 17 nha, 300 ngàn. Giá sát. Rồi 18, 150. Đây là con máy còn chạy ok nha. Cái này nó xài điện 14.4V ha. Mình câu bình ốc quy chạy ok. Máy tỉa cành cây à, tỉa cành cây, tỉa hàng rào, tỉa bụi lùm. Mã 18, 150 nha. Hiểu nè. Hiểu gia đình của Nhật. Rồi đó mọi người, mà xem cộng trừ nó đâu nha mọi người, đây mọi người phải bung ra rồi xem cộng trừ nha, tại vì cấm lộn là nó cũng không nói trước được nha, cấm lộn nó không nói trước được. Cái này là còn chạy hết, ba máy này còn chạy hết nè. Máy này là em để xài mà giờ nó để kho lâu quá không có xài tới mình bán. Trước có một pin nữa mà mắc đâu mắc rồi ha, mắc thì bán cái máy thôi. Rồi 150 mọi người, giống như là bán sát luôn, rẻ hơn bán sát luôn mọi người, mà còn chạy luôn ha, rẻ hơn bán sát luôn. 150, mã 18. 19, 150 luôn, có viên pin luôn nha mọi người nè, pin của nó nè, pin thì coi như chết đi, pin bãi luôn.
Đồ pin là không có nhắc tới pin ha. Mọi người mua chủ yếu cái xác. Rồi. Con này cũng Hitachi ha. Con này rất là xịn. Con xài nó rất là êm mà nó. Mã 19 150. Con này cắt tỉa được cái hàng rào dài ha. Này nó khoảng 30 rưỡi nó. Cái con này là điện 9V6 ha. Mình chạy 12 cũng được. Con Hitachi này nè. Ha. 9V6. Zin nó là 96. Mình chạy 12 được. Chạy 3 viên pin được. Hồi xưa mình chạy bỏ 3 viên pin mình chạy không. Mình rất là tiện. Bỏ 3 pin là 12V đó. 3 pin lithium thường xài là 12V ha. Rồi con này cũng 144 nè ha. Chạy ắc quy ok. Quy 12. Mọi người phải xem lại nó cộng trừ đâu nha. Tại vì vô sai rồi. Em có làm dấu mà giờ quên mất. Hồi xưa xài. Thôi mọi người đã ra rồi coi nó ha. Coi đây nè. Rồi chạy ngon lành. Cái này là không tắt. Lưỡi còn rất là đẹp. Rồi con này 200 nha mọi người. Mã 20 ha. Lưỡi nó tới lưỡi 35. Lưỡi như 35 ạ. Rồi cái con này độc. Con này là hàng độc. Con này của Phần Lan. Phần Lan sản xuất. Poland là Ba Lan, Phần Lan gì đó mọi người. Chung của châu Âu. Cái này nó có hai chế độ khoan luôn nha mọi người ha. Cái khoan tay ha. Khoan tay dạng xưa để khoan gỗ, khoan mấy đồ nhỏ. Đặc biệt cái này nó có hai chế độ nha. Nè. Mình mà vặn bên đây thì nó quay nhanh, bên đây thì nó quay chậm ha. Đó. Cái đầu này nó kẹp được mũi từ 0 đến 10 ly ha. Mũi to nhất là 10 ly. Còn rất là cứng luôn. Hàng châu Âu rất là cứng. Ở đây là nó chỉ cái này nó dạng nó thiếu cái tay quay của nó mọi người. Mà cái tay này mọi người chế nó rất là đơn giản. Đây con ốc nè. Ha. Con tán nè mọi người. Những cái cây hàng cái tay quay rồi nó được ha. Đó. Cái tay cầm này mọi người có thể đổi sang bên đây ha. Mình muốn quay nhanh quay chậm bên nào thì mình chuyển nó qua bên đó ha. Rồi cái tay quay tay khoan này có mã 21 ha, 400.000. Rồi em kết thúc cái video 231 đây nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ em 0348308843. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.